Nếu mà các bạn có trong tay 8 triệu, các bạn sẽ mua flagship cũ của Samsung hay là iPhone cũ? Thật sự thì trong bất kỳ tầm giá nào, đây cũng sẽ là một câu hỏi rất là nhức nhối khi mà iPhone hay Samsung thì đều có những điểm mạnh của riêng mình. Hiện tại thì mình đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn liên quan tới việc lựa chọn 11 Pro Max hay là S21 Ultra trong tầm giá 8 triệu ở năm 2024 này. Thật sự thì hai con này đúng là kẻ tắm lạnh, người nửa con luôn đó các bạn ạ. À. Trong video này, hãy cùng mình so sánh hai siêu phẩm đình đám một thời này để có thể biết được đâu là lựa chọn hợp lý và đáng tiền hơn ở năm 2024 này nha. Bắt đầu thôi. Trước tiên thì hãy cùng xem qua mức giá cụ thể hơn của hai con này nha các bạn. Cả 11 Pro Max cũng như là Galaxy S21 Ultra với cùng phiên bản thấp nhất đều đang có giá là 8 triệu các bạn ạ. À. Không chênh lệch nhau một xíu nào luôn. Các bạn có thể tham khảo cả hai con này tại cửa hàng Vietablet nha. Vietablet cam kết là bán với mức giá rẻ nhất. Bên cạnh đó còn có chiến thần định giá với chính sách thu cũ đổi mới với giá thu mua cao số 1 thị trường luôn. Ngoài ra, khi các bạn mua điện thoại còn sẽ được bảo hành 1 năm, 31 đổi 1 nè, bảo hành tiền 100% với mọi lý do, có hỗ trợ trả góp và trả góp online không đồng. Hồ sơ thì bao đậu luôn nha. Rồi, quay trở lại với hai con flagship cũ của chúng ta. Thật sự thì mức giá ngang nhau cũng thể hiện một điều rằng đây là hai đối thủ cực kỳ ngang tàng ngang sức. Để mà có thể biết được đâu là lựa chọn ngon hơn thì chúng ta phải đi so sánh từng yếu tố một cách chi tiết nhất luôn nha. Đầu tiên thì nói sơ qua về thiết kế đi. Thực ra thì thấy con nào đẹp hơn nó sẽ tùy thuộc vào cảm nhận cá nhân của mỗi người, nên là mình sẽ chỉ nói cho các bạn tham khảo thôi. Cả hai đều là flagship nên thiết kế của tụi nó đều rất là sang và đẹp rồi. Với mình thì S21 Ultra nó sẽ có cảm giác bóng bẩy hơn, nổi bật hơn một chút. 11 Pro Max thì sẽ theo hơi hướng khá là trung tính. Cả hai đều sẽ có chất liệu từ mặt lưng kính và khung viền kim loại. Độ hoàn thiện thì 11 Pro Max mình sẽ đánh giá cao hơn nha. S21 Ultra nó sẽ hơi có khoảng trống ở giữa phần máy và phần mặt lưng. Mà cái này thì tới S22, S23 vẫn bị nha. Chả hiểu sao Samsung lại làm vậy các bạn ạ. Đúng là cũng chả ảnh hưởng gì nhiều đâu. Nhưng mà với một flagship mà có những cái lấn cấn trong thiết kế như vậy thì đây cũng là một điểm mà các bạn cần phải lưu ý với S21 Ultra nha. Quay sang với mặt trước, chúng ta sẽ đi so sánh phần màn hình của hai con này. Thì rõ ràng mà đúng không? Màn hình của Samsung chắc chắn là đẹp hơn rồi. Chúng ta sẽ có một cái màn hình với độ phân giải 2K, tấm nền Dynamic AMOLED 2X cực kỳ chất lượng. Xem các nội dung giải trí này kia trên S21 Ultra thì nó rất là tuyệt vời. Chi tiết tốt hơn nè, độ sáng cao, màu sắc thể hiện cực kỳ rực rỡ. Nói chung là chả có điểm gì để mà chê được trên cái màn hình của Samsung cả. Màn hình của 11 Pro Max không phải là xấu nha, vẫn rất là đẹp. Tấm nền cũng là XDR OLED xịn sò, độ phân giải vẫn lên tới Full HD cộng. Nhưng mà để so sánh với S21 Ultra thì chắc chắn là không bằng được. Chưa kể là cái camera giọt nước trên S21 Ultra nó còn ít chiếm diện tích hơn là cái tai thỏ trên 11 Pro Max nữa, dẫn đến là chúng ta sẽ có trải nghiệm màn hình toàn vẹn hơn rất là nhiều. Thêm một cái nữa là S21 Ultra nó sẽ có tần số quét lên tới 120Hz, chúng ta sẽ có cảm giác mượt mà hơn khi mà thao tác vuốt chạm này kia. Tuy vậy thì đây sẽ không phải là điểm mạnh quá lớn nha, bởi vì đối thủ của S21 Ultra là một con iPhone chạy iOS, sự mượt mà, ổn định của iPhone vẫn là một cái gì đó khác biệt. 60Hz của 11 Pro Max với nhiều người, mình nghĩ là còn thích hơn 120Hz của S21 Ultra luôn đó. Rồi, yếu tố so sánh tiếp theo, điều mà khiến chúng ta quan tâm nhiều nhất khi mua một con flagship cũ là gì? Đó làm sao một thời gian dài ra mắt như vậy, thì liệu rằng hiệu năng hay trải nghiệm sử dụng của nó có còn đáp ứng đủ tốt nhu cầu của chúng ta hay không? Và với cả 11 Pro Max hay là S21 Ultra thì mình thấy là đều đang đáp ứng rất là tốt nha. Hiện tại thì với những cái trải nghiệm cơ bản hàng ngày, cả hai đều vẫn đang làm rất là ngon. Giải trí, lướt web, xem phim các kiểu này kia đều rất là mượt mà. Và như mình đã nói hồi nãy rồi thì 11 Pro Max mình sẽ đánh giá cao hơn về độ ổn định nha. Đây là điểm mạnh của iOS rồi. Nếu như các bạn muốn có được một cái trải nghiệm mượt mà trong thời gian lâu hơn thì rõ ràng là 11 Pro Max sẽ chiếm ưu thế. Còn với gaming thì hiện tại cả hai đều vẫn đang cần tốt những tựa game nhẹ nhàng như là Tốc Chiến hay là Liên Quân các kiểu. Mấy cái game đó thì không vấn đề. Vài năm tới nữa thì mình nghĩ là cả hai con này vẫn sẽ chiến tốt thôi. Game nặng hơn một chút như là PUBG Mobile thì cả hai nó sẽ hơi đuối rồi nha. Các bạn sẽ phải setting thấp lại một xíu thì chơi nó mới ok nhất được. Còn nếu như vẫn muốn chơi max setting thì các bạn phải giải quyết được vấn đề nhiệt độ nha. Snapdragon 888 trên S21 Ultra nóng thì khỏi nói luôn. A13 Bionic trên 11 Pro Max thì nó không quá nóng. Nhưng mà nếu các bạn muốn chơi game cho nó ngon nhất thì cứ trang bị quạt tản nhiệt hết đi. Hai con này cũng ra lâu quá rồi mà. Muốn chơi game ngon thì phải có công cụ hỗ trợ thôi. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng so sánh camera của hai con điện thoại này. Cả hai thì đều có đủ 3 tiêu cực cơ bản, gồm ống kính chính, tele và góc rộng. Nhưng mà S21 Ultra sẽ có tới 2 ống kính tele, một cái zoom 3x và một ống kính tiềm vọng zoom lên tới 10x luôn nha. Điều này nó sẽ giúp cho S21 Ultra có thể chụp được những tấm hình ở xa mà vẫn giữ được chất lượng chi tiết rất là tốt. Chắc chắn là ăn đứt 11 Pro Max ở khoảng này luôn. Khả năng chụp thiếu sáng hay là chụp đêm của S21 Ultra cũng sẽ ngon hơn đôi chút. Ảnh sẽ sáng đều hơn, tươi hơn chứ không có cảm giác hơi bị ám vàng như 11 Pro Max. Các chi tiết cũng được giữ lại tốt hơn. Còn với những tấm hình chụp trong điều kiện đủ sáng hay là thiếu sáng một chút thì cả hai đều đang làm rất là tốt nha, không có quá nhiều sự khác biệt. 11 Pro Max sẽ tập trung vào chi tiết và sự chân thực nhiều hơn, còn S21 Ultra lại có xu hướng đẩy màu ảnh lên, ảnh sẽ tươi hơn, sáng hơn và nền mắt hơn 11 Pro Max khá là đáng kể. Chụp chân dung thì mình thấy là 11 Pro Max sẽ làm tốt hơn nha, ảnh có sự tươi tắn hơn, phông nền được làm mờ hơn và chủ thể cũng được làm cho nổi bật hơn một cách rõ ràng. Khả năng quay video thì iPhone vẫn là trùm, đập chết hết mấy con Android cùng tầm giá luôn, và với S21 Ultra thì cũng không ngoại lệ.
điểm mạnh của iPhone từ trước tới giờ mà. SE1 Ultra quay thì vẫn rất là ok, chất lượng vẫn khá là ngon đó. Nhưng mà so với 11 Pro Max thì vẫn là không có cửa nha. Cuối cùng chúng ta sẽ so sánh về thời lượng sử dụng pin của hai con này. Tuy là SE1 Ultra có thời lượng pin cao hơn 11 Pro Max, nhưng mà về thời gian sử dụng thực tế thì 11 Pro Max sẽ là còn tốt hơn nha. Với các tác vụ cơ bản hàng ngày, mạng xã hội, chơi game, xem phim các kiểu thì 11 Pro Max vẫn đạt được tới 6 tiếng rưỡi, gần 7 tiếng on screen. Còn SE1 Ultra thì chỉ được tầm 6 tiếng thôi. Sạc nhanh thì cả hai đều cùi, 20W hay là 25W thì cũng chả khác biệt gì nhiều. Nên là thôi, bỏ qua, tới phần tổng kết luôn các bạn nha. Tổng kết lại, cả 11 Pro Max hay là Galaxy SE1 Ultra thật sự là hai đối thủ cực kỳ ngang tài ngang sức. Đây có thể nói là hai best choice tầm giá 8 triệu rồi. Trải nghiệm đem lại vẫn rất là tốt ở thời điểm năm 2024 như thế này. Tuy vậy thì với mình sẽ nghiêng về việc lựa chọn 11 Pro Max hơn nha. Nó có một cái sự mượt mà, hệ điều hành ổn định hơn về lâu về dài, được cập nhật lâu hơn, pin của 11 Pro Max cũng trâu hơn nữa. Những cái điểm mạnh rất quan trọng ở một con máy cũ như thế này. Galaxy SE1 Ultra thì đương nhiên vẫn có những cái lợi thế như là camera có nhiều ống kính hơn, nhiều công nghệ hơn, zoom xa cực kỳ ngon, màn hình đẹp, khả năng giải trí tuyệt vời. Các bạn nào thích xài điện thoại Android hay đơn giản là Samsung fan thì đây vẫn là một lựa chọn rất là tốt nha. Và các bạn sẽ lựa chọn như thế nào? 11 Pro Max hay là SE1 Ultra? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Cuối cùng thì nhớ like video này và theo dõi kênh Vietoplex nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.